Chào mừng các em đến với kênh Máy Trường Tuổi Thơ. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chữa phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng Việt lớp 4 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Xếp danh từ in đậm trong bài thơ dưới đây vào cột tích hợp. Cuối hè mây trắng đi tìm ca dao, mưa rông mưa rào đi tìm ruộng hạn, trái bồng rám nắng đi tìm mắt em, cành phượng im lìm đi tìm lá biếc. Dòng sông trong vắt tìm cánh buồm xa, có bác trâu già đi tìm bóng mát, gió buông câu hát đi tìm bờ tre, mùa cạn ngày hè em mơ đến lớp. Các từ in đậm ở trong bài thơ này đó là mây, mưa rào, ruộng, nắng, cành phượng, lá, dòng sông, cánh buồm, trâu, gió, bờ tre, em, lớp. Ở bài này yêu cầu chúng ta là xếp các danh từ vào theo các nhóm. Nhóm thứ nhất là danh từ chỉ người, nhóm thứ hai danh từ chỉ vật, và nhóm thứ ba là danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên. Danh từ chỉ người ở trong bài này thì có từ em, danh từ chỉ vật thì có ruộng, cành phượng, lá, dòng sông, cánh buồm, trâu, bờ tre, lớp. Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên có từ mây, mưa rào, nắng, gió. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn các bạn chữa bài tập số 1. Bây giờ chúng mình chữa bài tập số 2. Tìm 3 danh từ chỉ người ở ngoài bài. 3 danh từ chỉ người đó là học sinh, thầy giáo, công nhân. Ngoài ra chúng ta có thể tìm những từ khác chỉ nghề nghiệp. 3 danh từ chỉ vật đó là bàn, ghế, đèn. Ngoài ra chúng ta có thể tìm một số đồ vật, đồ dùng học tập khác như sách vở, bút, thước, vân vân. Tìm 3 danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên. Ở đây có từ mây, gió, mưa. Ngoài ra các bạn có thể tìm bên ngoài những từ này, những từ khác đó là sấm, chớp, mưa đá, bão, lũ, vân vân. 3 danh từ chỉ thời gian. Đó là từ hôm nay, hôm qua, chiều. Danh từ chỉ thời gian thì chúng ta có rất nhiều từ. Ví dụ chỉ thời gian trong quá khứ thì có hôm qua, hôm kia. Thời gian hiện tại là hôm nay. Thời gian trong tương lai thì có ngày mai, ngày kia. Thời gian chỉ ngày thì có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thời gian chỉ tháng thì có tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Chỉ mùa thì có xuân, hạ, thu, đông, vân vân. Đặt 3 câu, mỗi câu chứa 1 đến 2 danh từ tìm được ở bài tập 1 và 2. Ở đây là ví dụ mà thầy giáo đưa ra, đó là chiều hôm qua em cùng bố mẹ đi chơi ở công viên, thì có danh từ chỉ thời gian là chiều hôm qua. Danh từ chỉ người là em, bố mẹ. Danh từ chỉ vật là công viên. Câu thứ hai là hôm nay là ngày tuyệt đẹp. Hôm nay là danh từ chỉ thời gian, ngày cũng là danh từ chỉ thời gian. Câu bầu trời đầy nắng và gió. Bầu trời là danh từ chỉ vật, nắng, gió là chỉ hiện tượng tự nhiên. Bài tập số 4. Tìm câu chủ đề của mỗi đoạn văn dưới đây và cho biết vị trí của nó. Câu A. Con người của bác, đời sống của bác giản dị như thế nào? Mọi người chúng ta đều biết bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món, rất giản đơn. Lúc ăn, bác không để rơi vãi một hột cơm. Cái nhà sàn của bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng. Trong đời sống của mình, việc gì bác tự làm được thì không cần người giúp. Theo Phạm Văn Đồng. Câu chủ đề trong đoạn văn này là con người của bác, đời sống của bác giản dị như thế nào? Mọi người chúng ta đều biết bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Đây là câu chủ đề của đoạn văn. Vị trí đứng của nó đó là vị trí đứng ở đầu đoạn văn. Câu B. Hàng trăm con voi đang tiến về bãi. Người các buôn làng kéo về nườm nượp mấy anh thanh niên hua chiêng rộn ràng. Các bà đeo những vòng bạc, vòng vàng. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ. Hôm nay Tây Nguyên thật tưng bừng. Theo Lê Tấn. Câu chủ đề của đoạn văn này là hôm nay Tây Nguyên thật tưng bừng.
Và vị trí đứng của câu chủ đề là đứng ở cuối đoạn văn. Bài tập số 5, viết câu chủ đề khác cho một trong hai đoạn văn ở bài tập 4. Con người của bác, đời sống của bác rất đỗi giản dị. Đây là câu chủ đề khác ở cho đoạn văn A. Nếu các bạn tìm câu chủ đề khác cho đoạn văn B thì chúng ta viết như sau: hôm nay Tây Nguyên mở hội thật náo nhiệt. Ngoài ra các bạn có thể viết khác làm sao cái câu chủ đề để nêu rõ bật nội dung cái ý chính của cả đoạn. Bài tập số 6, hãy viết lý do em thích một câu chuyện cổ tích. Ở đây chúng ta có thể viết một đoạn văn nêu lý do mình thích một câu chuyện. Sau đây là một số những cái đoạn văn mà chúng ta có thể tham khảo. Các bạn có thể tham khảo một số những đoạn văn sau. Đoạn văn thứ nhất viết về câu chuyện cây khế. Em rất thích câu chuyện cây khế vì nó dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Trước hết, em cảm thấy cảm động vì tấm lòng hiền lành chăm chỉ của người em. Dù chỉ có một cây khế, người em không hề phàn nàn mà chăm chỉ làm việc. Điều đó cho thấy nếu chúng ta sống tốt, biết nỗ lực thì sẽ được đền đáp. Ngoài ra, em cũng thích cách mà câu chuyện phê phán lòng tham của người anh. Người anh vì tham lam quá mức đã nhận một kết cục đáng buồn. Qua đó em hiểu rằng không nên tham lam mà phải sống lương thiện và biết chia sẻ. Câu chuyện còn rất thú vị với hình ảnh con chim lạ biết nói đưa người em đến hòn đảo đầy vàng bạc. Những tình tiết này khiến em cảm thấy bất ngờ và thích thú. Chính vì vậy em rất yêu thích câu chuyện cây khế. Ở đây là một cách nêu lý do mà thích câu chuyện cây khế. Đây là đoạn văn thứ hai cũng viết về lý do mình thích câu chuyện cây khế, nhưng cách viết và phong cách viết khác một chút. Các bạn hãy lắng nghe. Em thích câu chuyện cây khế vì nó vừa hấp dẫn lại vừa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Điều đầu tiên em thích là hình ảnh cây khế chín quả và con chim lạ biết nói mang đến một thế giới kỳ diệu đầy bất ngờ. Nhờ chăm chỉ chăm sóc cây khế, người em đã gặp được chim lạ và nhận được phần thưởng xứng đáng. Em cảm thấy vui mừng cho người em vì anh ấy hiền lành và chịu khó. Câu chuyện cũng cho em thấy rằng lòng tham sẽ mang đến hậu quả xấu, như cách người anh bị rơi xuống biển vì lấy quá nhiều vàng. Những chi tiết này không chỉ thú vị mà còn dạy cho em bài học về lòng trung thực và đức tính biết đủ. Mỗi lần đọc lại câu chuyện, em càng thấy yêu quý những người sống lương thiện và biết chia sẻ như người em trong câu chuyện. Câu chuyện khác, đó là câu chuyện Tích Chu. Em thích câu chuyện Tích Chu vì đó là một chuyện cổ tích cảm động về tình yêu thương và lòng hối hận. Qua câu chuyện, chúng ta thấy được sự hy sinh vô bờ bến của bà dành cho Tích Chu. Nhưng cậu bé vì mải chơi nên đã quên đi công ơn đó. Khi bà hóa thành chim bay đi vì quá khát, Tích Chu mới nhận ra lỗi lầm của mình và hối hận. Cậu quyết tâm vượt qua khó khăn để lấy nước suối tiên về cứu bà. Câu chuyện dạy cho chúng ta bài học về lòng biết ơn, trách nhiệm và tình cảm gia đình. Không chỉ nhắc nhở chúng ta phải trân trọng và chăm sóc những người thân yêu khi họ còn bên cạnh, mà còn khuyến khích sự sửa sai và chuộc lỗi khi đã nhận ra khuyết điểm của mình. Câu chuyện tiếp theo mà thầy giới thiệu đó là câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Em rất thích câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ vì nó mang lại nhiều bài học quý giá. Đầu tiên, câu chuyện nhắc nhở em phải biết nghe lời người lớn, nhất là cha mẹ. Cô bé quàng khăn đỏ đã không nghe lời mẹ, đi đường vòng qua rừng và gặp nguy hiểm từ chó sói. Em cũng thích câu chuyện vì nó rất hồi hộp và hấp dẫn khi mà cô bé bị lừa và suýt nữa thì bị sói ăn thịt. Nhưng nhờ có bác thợ săn dũng cảm mà hai bà cháu đã được cứu. Câu chuyện khiến em nhận ra rằng đôi khi chỉ một lần không nghe lời cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Từ đó em hiểu rằng cần phải cẩn thận và làm theo những lời khuyên đúng đắn để tránh gặp nguy hiểm. Thầy sẽ giới thiệu tiếp một câu chuyện khác, đó là câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn văn này. Em rất thích câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn vì nó mang đến một thế giới cổ tích đầy màu sắc và hấp dẫn. Câu chuyện kể về nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp, tốt bụng, bị hoàng hậu độc ác canh ghét và tìm cách hãm hại. Điều em thích nhất là tình cảm ấm áp giữa Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Dù không quen biết từ trước, các chú lùn vẫn che chở và chăm sóc cho Bạch Tuyết. Họ sống với nhau rất vui vẻ, tạo lên một gia đình hạnh phúc. Em cũng thích cách mà câu chuyện kết thúc khi cái ác bị trừng phạt và Bạch Tuyết được hạnh phúc bên hoàng tử. Câu chuyện dạy cho em rằng
lòng tốt và tình yêu thương sẽ chiến thắng mọi khó khăn và gian ác. Như vậy, thầy đã hướng dẫn các bạn một số đoạn văn tham khảo để các bạn biết cách viết đoạn văn nêu lý do mình thích một câu chuyện. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.